Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 25 tháng 3, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Tại buổi làm việc, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã báo cáo đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của đơn vị trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023. Năm 2022, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, đối ngoại quốc phòng, tuần tra kiểm soát, bảo vệ vững chắc vùng biển được phân công quản lý, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật được duy trì nề nếp, chất lượng, hiệu quả. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được của Vùng 5 Hải quân trong năm 2022. Đồng thời lưu ý Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, đối ngoại quốc phòng, tuần tra quản lý vùng biển, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng nắm chắc tình hình trên các vùng biển đảo, kịp thời tham mưu đề xuất xử trí đúng trúng linh hoạt chính xác hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Bên cạnh đó, Dùng cần làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, chú trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, tăng cường xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết cán binh trong đơn vị, thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền phổ biến pháp luật, tìm kiếm cứu nạn, tạo điểm tựa vững chắc để ngư dân vươn khơi bám biển. Dịp này, Đại tướng Lương Cường đã tặng quà cán bộ chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đến thăm kiểm tra một số đơn vị đóng quân trên địa bàn thành phố Phú Quốc.